Hôm nay nhóm của Bạch Lan sẽ review tới tập 97 của bộ truyện Thiên Khải Bại Gia và đây cũng chính là tập mới nhất của bộ truyện. Tập trước kể tới đoạn Mạnh lão đã chơi ngu mà đuổi tới Tinh Hồn Tông. Và khi được hệ thống cho hay thì báo ca đã kêu bé phệ huyết đường lan đi ra chơi khô máu với ông ta. Một phút 30 giây sau, bây giờ Mạnh lão đã chào sân với một bộ dáng vô cùng khoái chí. Ha ha ha, 3 ngày rồi, cuối cùng ta cũng đã thoát khỏi giam cầm và đuổi tới đây, lần này ta phải chơi khô máu với bọn chúng mới được. Có điều trong lúc ông ta còn đang cười vui vẻ thì bất ngờ bé phệ huyết đường lan đã đuổi tới sau đó cô nàng đã sử dụng cây quạt trên tay của mình mà đánh ra một đòn kiếm khí tấn công về phía mạnh lão rất may ông đã được ông bà gánh cồng lưng nên mới tránh được chứ không thôi là đã xanh cỏ rồi nhưng khứa này được ông bà gánh mà không biết ông cứ nghĩ rằng mình ao trình bé phệ huyết đường lan thành ra vẫn gấy rất là to ta mặc dù không biết ngươi là ai nhưng muốn sống thì hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này bằng không đừng có trách bé bọ ngựa nghe vậy thì cũng bật mốt đồ sắc lên mà chém một tên độ kiếp cảnh tứ trọng nhỏ bé mà cũng dám hóng hách à ai cho ngươi lá gan để truy sát chủ nhân ta vậy hả nói xong thì bé liền tung tới một cú đấm như trời giáng trong tình huống đó cha nội mạnh lão vẫn méo có sợ không những thế ông còn không quên hỏi đáp có thưởng chủ nhân ngươi rốt cuộc là ai với lại ngươi là loại yêu thú gì mà lại bố láo tới thế hả nhưng khi lời đó vừa dứt thì bất ngờ cú đấm của bé bọ ngựa đã lao tới mà đánh ông ta sấp mặt vào thời khắc này cả người của mạnh lão liên tục phát ra những tiếng linh binh lớp bóp đồng thời còn không ngừng phát sáng nữa chứ và sau một lúc bị đánh lên bờ xuống dụng thì bây giờ mạnh lão đã nằm một đống mà kêu ú ớ bé bọ ngựa thấy vậy thì cũng bắt đầu gáy khét lệch ta là đại yêu độ kiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong đã trải qua hai đạo thiên kiếp ngươi dám bố láo trước mặt ta à? với sức mạnh của ta mà không đánh lại ngươi thì chủ nhân chỉ có nước đem ta đi làm món giả cầy thôi nhưng ngươi cứ yên tâm đi vì chủ nhân ta có can dặn ngài ấy tạm thời không muốn giết ngươi ngài ấy chỉ kêu ta đánh ngươi lên bờ xuống dụng mà thôi ngươi hãy chịu thêm vài cú đánh của ta nữa rồi ta sẽ đem ngươi đi gặp chủ nhân tới lúc đó thì ngươi sống hay chết đều do chủ nhân quyết định nói xong thì cô nàng liền bẻ tay lốp bốp vào giờ phút này cô nàng vô cùng vui mừng vì đã lâu lắm rồi không có đánh ai nên cả người đều ngứa ngáy tay chân mạnh lão thấy được cảnh này thì cũng vừa ọc máu vừa đa cấp cô nương à có gì cũng từ từ nói ta đây không phải bao cát đâu cô mà đánh thêm một hồi nữa thì nhất định sẽ có án mạng đó nhưng dù mạnh lão có nói thế nào thì bé bọ ngựa cũng méo có quan tâm cô nàng chỉ lo đấm bốc liên tục để hoàn thành nhiệm vụ mà báo ca đã giao phó và sau một lúc đánh đã đời thì bé đã nghỉ tay một tí nhưng rất nhanh chóng cô nàng đã lấy lại tinh thần rồi nhìn mạnh lão với một bộ dáng vô cùng rùng rợn ông hãy chuẩn bị tiếp màn hai cảnh một thôi nào vì chủ nhân đã có dặn rồi ta phải đánh ngươi bầm dập tới nổi mẹ ngươi cũng nhìn không ra bằng không thì đừng có nhìn mặt chủ nhân nói xong thì cô nàng cũng lao tới và thế là trong khu rừng yên lặng đã không ngừng vang lên những tiếng la á á trong lúc mạnh lão còn đang bị đánh lên bờ xuống ruộng thì ở bên đây cái iphone 15 hình cục gạch của hoàng tiểu phi không ngừng vang lên giọng nói của ông già tía để rồi khi định thần lại thì hoàng tiểu phi đã vô cùng bất ngờ phụ thân nói cái gì vậy mấy ngày nay con đâu có gặp mạnh lão đâu ông ta đến đây từ khi nào hả và khi hoàng tiểu phi nghe nói mạnh lão đã đi được ba ngày thì cậu ta đã hú hồn chim én mà quan trọng hơn hết là vì phụ thân của cậu ta vừa mới nói Mạnh lão đã gửi ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, vì ông ta sắp bị đánh chết rồi. Khi nhận được thông tin đó thì Hoàng tiểu phi đã không ngần ngại mà chạy tới chỗ đại điện của Tinh hồn tông để cầu cứu báo ca. Và rất may cho cậu ta, bây giờ báo ca và Mạnh quản gia cũng đang hướng tới chỗ của cậu ấy. Trên đường đi, báo ca không ngừng đa cấp. Lần hợp tác này của chúng ta nhất định rất thành công, thế nên Mạnh quản gia cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, vì không bao lâu nữa là mấy đứa mình sẽ giàu nứt tường đổ vách. Khi lời này vừa dứt thì bất ngờ có một cái bóng lao tới và người này không ai khác chính là Hoàng tiểu phi vừa chào sân cậu ta đã hỏi ngay và luôn báo ca à mấy ngày nay huynh có gặp ai mặc áo đen hay không nếu có thì hãy nói cho để biết đi vì chuyện đó vô cùng quan trọng báo ca thấy được dáng vẻ hoảng hốt của hoàng tiểu phi thì cậu ta cũng vui vẻ mà đáp lại ha 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 cuối cùng để cũng phát hiện ra rồi à lẽ ra ta làm chuyện tốt cũng không muốn nói đâu nhưng các người sau này cũng phải lưu ý có ra đời thì phải cẩn thận mới được vì nếu không có ta bảo vệ thì ông ta đã giết các ngươi từ lâu rồi mạnh quản gia nghe được lời này thì đã vô cùng vui vẻ rồi còn tặng thêm cho báo ca một like nữa chứ báo thiếu đúng là hay quá xá cậu cứ tiếp tục đánh chết mẹ ông ta đi vì nếu cậu không đánh thì tôi cũng không tha cho ông ta đâu hoàng tiểu phi nghe được lời này thì cũng rất nước mắt rồi sau đó vội vàng giải thích báo ca à huynh hiểu lầm rồi huynh mau kêu người của huynh dừng tay lại đi huynh mà đánh một hồi nữa là mạnh quản gia chết cha như chơi vì người áo đen chính là phụ thân của mạnh quản gia đó hắn không phải là kẻ thù của chúng ta đâu báo ca nghe được lời này thì cũng hú hồn chim én còn mạnh quản gia thì cũng há hóc mồm trong lúc bọn họ còn đang bối rối thì bất ngờ có một cái gì đó rớt xuống cái gầm sau khi màn khói tan đi thì mạnh lão cũng đã dần dần xuất hiện với một khuôn mặt không còn miếng máu bới bà con trong xóm ơi cứu mạng ta với nhóm người của báo ca thấy được cái bộ dạng của mạnh lão thì một lần nữa bọn họ lại hú hồn ui chu cha má ơi sao ông ta lại tàn tạ tới thế cơ chứ trong khi nhóm người của báo ca còn đang hú hồn ngon lành thì lại có một tiếng nổ khác vang lên và người gây ra tiếng nổ này chính là bé bọ ngựa nhưng tính ra bé bọ ngựa này chơi cũng ác quá bé nghĩ sao mà biết bao nhiêu chỗ không đáp bé lại đáp lên ngực của ông già vậy này khi hạ cánh an toàn thì bé bọ ngựa cũng đã lên tiếng xin chào chủ nhân ta đã đưa người của tổ chức áo đen về đây rồi lần này ta làm tốt lắm có đúng không chủ nhân hãy khen ta đi khi lời này vừa dứt thì bất ngờ ở phương xa mạnh quản gia đã hú hồn và lao lên như một ngọn gió a à, hu hu phụ thân ơi sao người lại tàn tạ tới thế cơ chứ người mau tỉnh lại đi đừng có nằm ở đây mà ăn dạ nhưng rất xui cho mạnh quản gia vì dù cậu ta có nói thế nào thì ông bố vẫn méo có trả lời vào thời khắc này mạnh lão đã không ngừng nói ra mấy lời kỳ lạ đám mây đang đá lông nhau với ta kìa ôi chu cha con bướm sao mà nó lại biết bay còn cái cây tại sao lại có màu xanh lá hu hu ta muốn về nhà với vợ của ta ở thế gian này sao mà nhiều bể khổ quá mạnh quản gia nghe được lời này thì cũng hú hồn không thôi cái gì vậy nè trời tại sao phụ thân lại nói ra những lời điên điên như thế chứ liệu có phải là phụ thân đã bị mắt dây rồi hay không nhưng rất may trong lúc mạnh quản gia còn đang hú hồn chim én thì ở bên đây mạnh lão đã nói ra mấy tiếng giống người hu hu mạnh lão ta một đời anh minh vậy mà hôm nay phải chết ở đây sao ta thật không cam tâm ta thật muốn báo công an báo ca và hoàng tiểu phi nghe tới đây thì cũng đổ mồ hôi hột cha nội này cũng làm quá rồi chỉ là bị đánh gần chết thôi có gì mà lại làm quá lên tới thế cơ chứ cùng lúc đó bé phệ quyết đường lan cũng cảm thấy có chút hối hận ta nhớ ta đánh nhẹ lắm mà lần sau có đánh nữa thì phải rút kinh nghiệm mới được nói xong thì bọn họ liền đưa mạnh lão vào phòng khách cấp cứu vài canh giờ sau mạnh lão đã được cứu chữa đồng thời ông ta cũng được hoàng tiểu phi kể cho nghe mọi chuyện tới bây giờ ổng mới biết rằng mình bị đánh là do cái áo khoác đen hoàng tiểu phi giải thích xong thì báo ca cũng đi tới để phúng điếu mạnh lão à ta vô cùng xin lỗi ông lúc đó vì ta thấy cái mặt ông gian gian rồi còn nhìn chằm chằm vào hai thằng đệ trên hết là trong miệng của ông lại còn lẩm bẩm cái gì đó thành ra ta tính đâu ông chơi ngải thái nên quất ông luôn tới bây giờ ta mới biết đó là hiểu lầm nên mong ông thông cảm cho ta đừng có để bụng chứ ông để bụng cũng không có làm gì được ta mạnh lão nghe tới đây thì cũng tỏ ra bộ mặt hiền từ mà đáp không có gì đâu tất cả là do hiểu lầm thôi với lại ta cũng có lỗi một phần vì lúc trước ta nghĩ mặc áo choàng đen là ngầu nên mới sinh ra cớ sự có điều khi ông ta vừa cảm thán tới đây thì bây giờ hạ lão cũng đi tới để chào hỏi mạnh lão à lâu rồi không gặp dạo này ông khỏe chứ cái con cờ hó ông thật chứ ông đang cạc hiện ta đó à ông không thấy cái bộ dáng ta như vậy sao còn hỏi nhưng trên hết ông có thể cho ta biết vì cớ gì ông lại xuất hiện ở đây không hả ông chủ hạ hạ lão nghe thấy lời này thì cũng vui vẻ mà đáp ông đừng có gọi ta như thế nữa bởi vì bây giờ ta đã bỏ nghề đấu giá chuyển qua làm trưởng lão cho tinh hồn tông rồi vì ta thấy làm cái nghề này nó mới có triển vọng nghe được câu trả lời đó mạnh lão cười há hốt mùm mà hỏi lại ông nói cái gì vậy ông không đùa với ta đó chứ vì lẽ gì mà ông lại bỏ nguyên cả sự nghiệp để làm trưởng lão trong một tông môn nhỏ bé hả với sự nghi vấn này thì hạ lão cũng làm ra bộ dáng cao nhân mà đính chính ông thì biết cái gì chẳng phải ông cũng đang chuẩn bị hợp tác với chúng ta hay sao nhưng trước khi hợp tác ta muốn giới thiệu một số người cho ông biết trước tiên là cô nàng ba đầu xinh đẹp nhưng ngôi sao hàn quốc này chính là tông chủ của tinh hồn tông lạc thiên tuyết cô nàng cũng chính là con gái rượu của tông chủ tinh cực tông lạc vô danh còn mấy tên như que tăm ở bên kia chính là năm đứa đệ tử nòng cốt của tinh cực tông bọn họ đại diện cho tông môn qua đây ăn trực mà đứa ăn trực giỏi nhất trong nhóm chính là con ngốc ở trước mặt ông đây kế tiếp là cái người như đầu màu gà ở bên kia chính là la khải ông ta là bằng hữu của lạc vô danh nay đã làm trưởng lão của tinh hồn tông còn cha già có hàm dâu kém tên là bạch thiên hồng trước đây là trưởng lão của tinh cực tông nay đã quay xe và trở thành trưởng lão của tinh hồn tông còn cô bé có hai con mắt thòi lòi ở trên đầu chính là phệ huyết đường lan cô nàng là yêu thú hộ tông và cũng là chiến sủng của diệp báo thủ bé phệ huyết nghe giới thiệu thì cũng chào rồi sau đó nói ra mấy lời xin lỗi vì lúc trước đã đánh ông lên bờ xuống ruộng mạnh quản gia khi nghe được giới thiệu tới đây thì cũng hú hồn mà nghĩ cái tông môn gì đâu mà toàn tập hợp châu bò không vậy này ai mà dám đụng tới nó chắc xanh cỏ như chơi trong lúc mạnh lão còn đang giới thiệu ngon lành thì ở bên ngoài thằng đệ của báo ca đã khóc hết nước mắt ta cũng là đệ tử của tông môn sao không ai giới thiệu ta hết vậy này chẳng lẽ hít cỏ quá đà cũng bị phân biệt đối xử hay sao